I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell với KT. Yeah, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game cũ ha. Đó là con Phi Tiên. Con này là thâu Việt hoa, thâu chứ không có Việt hóa nha. Thâu Kim Nguyên Bảo với là VIP. Thì bây giờ chúng ta tạo tài khoản. Mật khẩu. Rồi giờ vào game. Nếu mà thấy lắc quá thì các bạn pay IP vào cho nó nhanh nha. Nhớ xem video của mình thì mở tiếng giúp mình nha. Không thì nó lại không có tiếng, các bạn lại không hiểu nữa. Khổ lắm. Server mát lắc luôn ha. Chắc mình nghĩ là mình phải pay IP rồi. Pay IP Hồng Kông ha. Để xem nó bớt lắc hơn không. Mình không chịu trách nhiệm về việc mà lắc game này nọ nha các bạn. Tại vì lắc là tình trạng chung đối với những cái server mà game free ha, game thâu này ha. Chứ cái tình trạng hiện giờ là nhiều bạn chơi game free thâu mà hay auto thì nó lắc là chuyện bình thường thôi. Đó, phải IP vào mượt hơn rồi ha. Rồi bây giờ mình thâu ha. Hướng dẫn các bạn chạy thâu. Rồi bây giờ ta coi lại cái đây là kim cương không ha, là kim nguyên bảo không. VIP là VIP 8. Rồi ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi ở đây là cái tên. Cái tên gì đây? Ở nhà đi. Chưa nhận ra ha. Vậy là cả nhà yêu. F5 rồi coi. Vâng, mình chợt nhận ra một điều là hồi nãy mình đặt tên là cả nhà yêu. Mới kiểm tra lại là nó bị dư ha. Đó. Rồi đó, VIP nè, thành công rồi ha. Ok. Rồi bây giờ thoát game ra vào lại ha. Vẫn đang VIP 8 nè ha. Nè, hồi nãy quên. Ghi hai chữ U ha, nãy quên. Ơ, mình quên một điều nữa các bạn. Mình mới chỉ thâu cái tài khoản lên VIP thôi. Còn bây giờ là thâu Kim Nguyên Bảo. Quên. 1, 2, 3 1, 2, 3. Một. Thâu ít thôi nha các bạn. Tài hết rồi chúng ta hãy thâu nữa ha. Rồi thoát ra vào lại xem nào.
Đây, nó vào hư rồi nè ha. Không biết ai auto mà lắc quá trời vậy, không biết. Đâu rồi? À, nó vào luôn rồi các bạn, vào luôn tài khoản rồi nè, đó. Đây. Vô luôn rồi ha. Rồi. Như thế là bây giờ là chúng ta chỉ có việc là mở hết VIP rồi trải nghiệm này nọ thôi. Vâng. Rất là lắc ha. VIP gì mà tới VIP 25 lận ớn hồn. Phay IP rồi mà nó còn vậy đó. Rồi mình hướng dẫn các bạn thâu tới đây. Đó, đó bây giờ nó mới vào nè. Ôi trời ơi, nó trễ nhịp vãi. Vậy là thoát ra, không phải là các bạn vào game nhưng mà phải để một thời gian ha. Vài phút nó mới chịu lo là cái tải là cái dữ liệu ha. Rồi, đó, ăn mát luôn. Cái này là chắc mấy anh đi thâu tam bảo chắc luôn. Tam bảo không có chạy đâu thổi. Đa số trường hợp lắc game là toàn là mấy anh đi thâu tam bảo. Rồi nãy giờ ăn có gì ngon không? Nhìn thấy không có gì ngon luôn á. Đây đây. Cái này là đi đổi ngoại trang nè ha. Mình thích cái này nhất nè. Đây là con ngựa nè, dứt 15 phiếu hả. Đây là cái cánh. Cánh 15 phiếu nữa nè. Đây là con bét Pikachu chúng ta còn ủa hồi nãy giờ chúng ta chưa đổi gì luôn á. Bên này thì phải. Đúng rồi, bên này. Rồi. Cái cây kiếm. Con rồng. Bây giờ chỉ còn có 20 thẻ. 20 thẻ đổi gì đây? Không, không đổi cái này đâu, phí lắm. À đù, lỡ bấm vô mua luôn rồi. Thiệt tình. Buồn nào hơn đêm nay. Lỡ mua rồi. Lỡ mua rồi. Thiệt là đâu có lời quá đi đó mà. Chết luôn. Ừ, tao không có chịu đâu. Phía đây có quà nè. Đó, 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 đó. Chứ bây giờ tao vẫn có chiếc xe ngựa tao chạy thôi. Tao vẫn có cái cánh luôn nè. Đó. Nạp ngày thứ hai sẽ được nhận này, móc nạp này cái nọ, móc nạp nha chứ không phải là móc cái gì khác nha các bạn. Đó, mua luôn, trời ơi. Đó, mua luôn, trời ơi. Ba cái đồ quỷ này. Mua hết hả, mua hết nè, không chừa cái gì hết. Có đồ, có vũ khí luôn ta.
giời ơi, lên đẹp quá các bạn ơi. Đó, u má ui, đẹp ghê không? Ủa, cái gì vậy? Sao mua cái này không được? À đây nè, hồi nãy bấm vô nạp tiền, tào lao thì... Ý, đây còn mua nữa nè. Ủa, đây không phải, đây là... cái gì vậy? Không biết thử thâu lần nữa coi gì vậy, nó cho gì nè. À, hộp quà. Bot chưa được. Rồi, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ bấm like và share con video này ha. À, còn một việc nữa mình quên nói với các bạn. À, lúc trước mình đã có nói, trước Tết mình đã có nói là mình sẽ làm một cái kênh vlog. Thì như lời hứa thì mình cũng đã làm một cái kênh vlog. Và hiện tại thì nói chung là chưa có up gì nhiều. Chỉ có up một bài hát để cho nó có trên này. Thì có bạn nào mà muốn ủng hộ kênh á, thì muốn đặt cái nền móng tiếp cho một cái kênh mới của Heo á, thì có thể qua đây like và cũng như là đăng ký kênh để giúp kênh vlog này lên được 1.000 sub và sao ta 4.000 giờ xem. Các bạn có ai có thời gian, có máy tính hay gì đó thì có thể giúp Heo cài dùm cái 4.000 giờ xem đó, thì Heo cảm ơn các bạn trước nha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với con game. Rồi, tương đối là hồi nãy mới thâu xong nữa. Đó nè, thì nó vào cũng lẹ ha, server cũng không tới nỗi lắc lắm. Các bạn chơi ít auto là giúp mình ha. Chơi mà auto nhiều quá thì cũng không có vui. Mình chỉ nâng những gì mình cần nâng thôi. Bên này bởi vì sao nãy không ăn hết, tào lao thiệt. Rồi bây giờ là danh hiệu đầy đầu luôn. Thôi video tới đó thôi các bạn. Ý ăn được luôn cái này nè các bạn, ngon lành. Có cái túi ngưng mà ngưng chưa được nữa các bạn ơi. Còn nhiều thứ phải quyến luyến quá. Ngưng chưa có được luôn. Tức ghê luôn, giờ không còn cái gì mà có năm thẻ để mà đổi hết. Vừa tiếc mà vừa bực. Ôi giời ơi. Thôi
có gì các bạn qua ủng hộ kênh Heo Vlog giúp mình nha, Heo VKT Vlog giúp mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Video cũng hơi bị dài rồi. Bye bye. Nhớ đừng auto nhiều quá sạch con game nha. Còn Garenet hôm bữa up lên cũng có nửa tiếng hay tiếng đồng hồ gì đó mà bay luôn cái thâu rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.